Em lại nghĩ là lông gà mới đúng. Năm con gà mặc áo là kiểu lông con gà, đúng không em? Năm nay năm Đinh Dậu gà, đúng rồi. Để cho bạn ấy nói coi. Cái gì? Nói cái gì? Muốn nói muốn hỏi gì hỏi tôi nè. Hỏi đi tôi trả lời chứ. Em tưởng tượng dòm ba anh chị em như là coi một bức tranh Phúc Lộc Thọ vậy đó em. Ồ, không, cái này không hợp lý nha. Dũng là Reggae. Gì? Hả? Reggae. Reggae. Gì ghê? Đúng là bạn ấy bước ra rất là lộng lẫy và rất là cute xa. Hồi xưa có Đại Nghĩa. Đúng là diễn hả?